Mấy hôm trước thì tôi có tình cờ đọc một bài báo viết về ca sĩ Mỹ Linh bị quạt trần rơi trúng đầu, cũng mới đây thôi. Thì vấn đề này thì đâu đó thì cũng có thể ít nhiều liên quan đến cái công tác xây dựng của chúng ta. Tôi minh họa cho anh em xem hai cái bài thôi. Mỹ Linh hát sai lời vì di chứng quạt trần rơi trúng đầu này được viết trên báo Người Lao Động ngày 24 tháng 2 năm 2024 này. Còn trên báo Vietnamnet thì cũng có bài đang đi ăn Mỹ Linh bị quạt trần rơi trúng đầu là chuyện có thật này, được chia sẻ ngày 23 tháng 2 năm 2024 này. Thế thì một trong những nguyên nhân mà theo tôi có thể có xác suất đó là anh em sử dụng cái móc treo quạt trần hoặc là đèn trang trí đây này, thì có hai kiểu móc, có hai cái biện pháp thi công hiện nay. Thứ nhất là có thể dùng cái này. Cái này thì là được lắp đặt sau khi mà tức là không đặt trong quá trình đổ bê tông của cái dầm sàn ấy, mà khi mà chúng ta lắp quạt thì chúng ta bắn pin vào bốn cái lỗ này vào cái đáy của cái trần ấy, sau đó là treo qua trần vào cái móc này. Thế thì cái móc này nó cũng có chiều dài ngắn khác nhau tùy thuộc vào chúng ta lựa chọn trần bê tông hay là trần thạch cao vân vân để có những chiều dài phù hợp. Còn một loại nữa đó là loại như thế này, thì anh em có thể thấy là ở đây nó sẽ không có bốn cái lỗ đó mà chỉ có một cái lỗ như này thôi. Thì cái này là cái loại chờ sẵn trong bê tông, khi mà chúng ta đổ sàn ấy chúng ta chờ trong sàn, sau đó khi mà sau này thi công quạt bẻ xuống và móc vào. Thì một cái là đặt trong quá trình đổ bê tông này, một cái là lắp đặt sau bằng vít nở, bu lông vít nở thép. Đối với cái loại này nó cũng có những cái chiều dài ngắn khác nhau để phù hợp với từng loại trần. Ví dụ ở đây chúng ta dùng trần bê tông bình thường chát xong nó sơn luôn thì có thể dùng loại ngắn này để cho nó đẹp. Cái này thì ngậm vào sàn khoảng 5-6 phân. Sàn chúng ta 12 mà, 12 thông thường nhà dân nhà phố là 12. Thì có thể ngậm vào 6 phân hoặc 5 phân thì đâu đó còn lại là khoảng này. Thì có thể nó vẫn vừa treo cái quạt trần. Còn lớn hơn chút thì có thể dùng cái loại này. Cái này thì đâu đó là dùng cho cái trần thạch cao. Thạch cao thì cái mặt thạch cao ấy nó cách cái mặt bê tông thì đâu đó khoảng từ 10 phân trở xuống thôi. 7-8 phân, 10 phân đó, thì cái này khoảng 25 phân là có thể lắp được trần thạch cao này. Thế thì theo anh em là dùng cái thằng này hay là cái thằng này thì sẽ ổn áp hơn? Và theo quan điểm của tôi ấy, vì hầu hết những chủ nhà mà khó tính thì người ta thường xài cái này đặt luôn trong quá trình đổ bê tông ấy, thì nó sẽ ổn áp hơn về mặt là có xác suất là khi chúng ta làm bốn cái vít nở này này, thì thông thường vít nở hiện nay thì cái này thường là vít nở thép thôi. Thép thì anh em hình dung là nó vẫn có thể có xác suất là sau này thép nó rỉ hoặc là vít nở nó tuột, thì có đâu đó thì có thể là nó sẽ rơi cái này xuống, đúng không? Thì cái này là cũng có thể có xác suất. Thì xác suất này là một, và cái xác suất là khi mà treo quạt vào cái móc này này thì khi mà quạt nó không cân ấy thì nó có thể văng qua cái này thì cũng có thể có. Thì cái này là hai trường hợp đó. Thì để giảm thiểu cái xác suất mà có thể tụt cái vít nở này thì anh em có thể xài này. Cái này thì theo quan điểm của tôi là sẽ chắc chắn đảm bảo hơn này, hầu như là xác suất nó là không có luôn, không có cái chuyện rơi luôn. Vì anh em dùng này nó sẽ làm như thế này: ngáng một cái thanh thép phi 10 xuyên qua lỗ này và gác vào thép sàn, sau đó là chỗ này thì cái này có thể bọc giấy như thế này này, bọc giấy để sau này khi mà moi đục ra nó không bị bám dính bê tông nó dễ. Sau đó là bẻ xoay xuống theo cái đường tròn cái lỗ này, xoay xuống xoay được nha anh em nhé. Cái thép này này nó hoàn toàn vừa, lỗ này xoay xoay xuống được. Đi bằng cách này thì chắc chắn là theo quan điểm tôi là nó sẽ ổn áp hơn và xác suất bị tụt là bằng không luôn, bằng không luôn. Vì anh em hình dung nhé, nó cấu tạo như thế này là không phải cái này này đặt sát cái mặt dưới đâu. Đây, cấu tạo nó như này, cái chiều cong nhé và cái lỗ này này nó cùng chiều như này. Thì anh em hình dung này, khi mà để này nhá, để này thì nó sẽ bị đẩy vênh lên, thì cái thép ngang này này dù là đang buộc vào lớp dưới nhá, nó có xu hướng là đẩy đẩy cao thêm chút thì nó làm cho cái chỗ này nó cách cái mặt đấy này này, đâu đó thì ít nhất nó cũng phải được là 4 phân, đúng không? Tầm 4 phân, 3 phân, tối thiểu là 3 phân. Thì cái này còn bảo vệ này, còn cái này nó vênh lên nữa này. Nó tóm lại là anh em để cây nó cao lên thì nó càng ở giữa ấy, giữa cái sàn bê tông thì nó càng tốt.
Thì cái cấu tạo của cái này nó cũng có một phần tác dụng làm cho cái này nó cao, nó sâu lên thêm một tí. Với loại này ấy, thì còn có loại nữa là có gân nhá, inox nhưng mà có gân. Cái móc này hoàn toàn bằng inox luôn này, hoàn toàn bằng inox luôn nhé, inox là 304 luôn, không bao giờ gì đó, thì hoàn toàn là an tâm tuyệt đối luôn. Thế thì trong cái công việc của chúng ta thì nó có rất nhiều cả to tát, nhưng mà cái này nó cũng là một việc, và nó không to tát nhưng mà nó có ảnh hưởng lớn, thì chúng ta cũng phải nắm được. Thì đâu đó thì anh em mới có thể chưa nắm được thì anh em cũng để tham khảo video này, và nếu như anh em thấy thích thì hãy like và share video này nhé.